Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 26 tháng 3 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em đang về mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp, những cây lan đang nụ đang hoa. À, rất là tuyệt vời luôn, với cái giá rất là rẻ, giá chỉ có vài chục nghìn cho một cái chậu lan cực kỳ là đẹp trong buổi tối ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo hai số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô chầm tím hàng rừng ạ. Chầm tím rừng hàng gần như là 100% là thân tơ, mầm gốc đang lên, có một số cây thì đã bắt đầu nhú nụ cô chú anh chị này. Ở thời điểm bây giờ thì cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa một cách rất là trọn vẹn luôn. Mầm gốc đang lên và có những cây đang bắt đầu là nhú nụ ra đây rồi cô chú anh chị. 100% thân tơ và căng mướt như thế này này cô chú anh chị này. Đó, hàng phải nói là đẹp một cách xuất sắc luôn. 1 kg chầm tím rừng này em đang để giá có 360.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg. Tức là với 0,2 là 72.000 cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một cái phần chầm rất là đẹp như thế này. Sang bên này đây thì em đang có những cái phần kiều vàng, cái phần kiều vàng em gọi là phần kiều vàng số 1 này. 50.000 cho lô kiều vàng số 1, lô kiều vàng số 2. Với giá là 70.000 cô chú anh chị nhé. Và lô kiều vàng số 3 là một cái phần kiều vàng thân dài rất là đẹp luôn. Cái phần này em bán 90.000. Và phần kiều vàng số 4 này, kiều vàng số 4 cũng là nguyên một rề, em bán phần này với giá là 80.000. Nói chung là phần kiều vàng thời điểm bây giờ đã đang chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi. Sau bên này đây là dòng lan ngọc thạch 3 màu. Thời điểm bây giờ cây đang lên mầm rất là tuyệt vời luôn. Đó, thân nào thân đấy căng mướt luôn ạ. Cái hàng này thì chuẩn 3 màu là dòng ngọc thạch 3 màu Bắc, sẽ chuẩn 3 màu cho cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn. Với thời điểm để ghép những cây ngọc thạch thì rất là tuyệt vời luôn trong năm, để có thể thuần được những chậu ngọc thạch tuyệt vời nhất ạ. Em đang bán ngọc thạch 3 màu này với giá là 150.000 trong 1 kg thôi. Sẽ bán ngay từ 0,2 kg rồi, 0,3 kg rồi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan hài ạ. Những cây hài kim, một cái trong những dòng lan hài dễ thuần dễ chăm vào những bông hoa rất là tuyệt vời. Cái dòng hài kim xin phép em được bán với giá 230.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé. Không bán ngay từ 0,2 kg rồi ạ. Đó cô chú anh chị này. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan hài Henry cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan hài Henry, một trong những dòng lan hài mang hình dáng chiếc hài màu hồng cực kỳ là đẹp như thế này đấy ạ. Hoa siêu bền cô chú anh chị nhé. Và chuẩn bị đến mùa hoa của dòng lan hài Henry rồi. Hài Henry, một cái chậu lan hài Henry như vậy em đang để giá là 100.000 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài Cosy xanh mướt luôn. Đó, những cái chậu lan hài Cosy xanh mướt cực kỳ là đẹp như vậy. Thì một cái chậu lan hài Cosy như thế này em xin phép được bán với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Cũng đang sắp sửa đến cái mùa hoa của hài Cosy rồi. Đây, nụ hoa, mặt hoa của dòng lan hài Cosy đấy ạ. Và đặc biệt là những cây lan hài hồng, một trong những dòng lan hài cực kỳ dễ sờ thuần, dễ chăm, gần như là mỗi một cây đều có thể cho những bông hoa rất là đẹp khi mà cô chú anh chị mình ghép. Đấy ạ, những cái bông hài hồng cực kỳ là đẹp như thế này. Và những cái chậu lan hài hồng khi mà người ta ghép thuần vào chậu rồi giá cực kỳ là đắt đỏ luôn cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị mình có thể sưu tầm cho em những cái phần lan hài hồng rất là xinh đẹp ở đây ạ. Cái hình này em gọi là cái hình số 1 đây ạ. Hài hồng số 1 với số 6 cây là 6 cây nhé cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp, cây to như thế này. Thì em đang bán một cái cây hài hồng như thế này, giá chỉ có bao nhiêu ạ? 100.000 cho cái lô hài hồng này thôi cô chú anh chị nhé. Về ít nhất cô chú anh chị phải làm được 2 giò, mỗi một giò mà 3 cây là quá tuyệt vời rồi. Và sang phần tiếp theo sẽ là cái hình số 2. Hình số 2 là một cái phần hài hồng mà có 3 cây thôi. 3 cây nhưng mà hàng dề mẹ con rất là đẹp như vậy, em đang để giá 100.000. Và hình số 3. Hình số 3 cũng là chỗ này là có đến 3 dề, 4 dề nhá cô chú anh chị nhá. Lá tròn vo, lá to rất là đẹp. Em đang để giá cả phần này cũng với giá 100.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này. Hình số 4 cũng là 3 dề,
ba rì hài hồng và lá có thể là đạt đến cả tầm 5-6 sen nhé. Hình này em xin phép bán 110.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình số 5 này với số cây là 6 cây. Hàng lá xếp rất là đẹp, tròn rất là đẹp như này. Em bán 120.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 này. Cũng là 100.000, cái lô này có tất cả là 6 cây nhé, chú ý chị nhé. 100.000, tức là mỗi một cây hài như vậy. Chưa đến giá chưa đến 20.000 cho một cây. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7, 100.000 cho cái phần 3 rề này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8 này cô chú anh chị, một cái lô có 2 4 5 cây rất là đẹp như này, em bán với giá 110.000. Và sang hình tiếp theo, tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan vũ nữ cô chú anh chị ạ. Dòng lan vũ nữ Sakri Baby, hoa cực kỳ là thơm ạ. Cực thơm và rất là bền hoa cô chú anh chị nhá. Sakri Baby rất là thơm và rất là bền hoa, với những cái bông hoa xinh đẹp và dày cộp, cánh hoa dày cộp như vậy nên là nó rất là thơm. Cái dòng hoa này sẽ cho mình hoa quanh năm. Cây giống cực kỳ là khỏe luôn cô chú anh chị, nhìn cho em những cái dàn nụ của nó. Một cái chậu lan Sakri Baby hay là sô cô la baby, người ta còn gọi là sô cô la baby đấy ạ. Hoa thơm vô cùng luôn cô chú anh chị nhá, mà cái mùi hương thơm ngọt ngào rất là quyến rũ và rất là dễ chịu luôn. Đây, những cái vòi hoa rất là xinh đẹp như thế này, những cái bông hoa rất là xinh như thế này này cô chú anh chị này. Đó. Thì một cái chậu lan khỏe khoắn và đẹp như thế này rơi ít nhất là từ 2 3 ngồng hoa trở lên, mà cho cô chú anh chị bình hoa quanh năm luôn cô chú anh chị nhá. Đẹp, rất là đẹp như thế này. Em đang để giá có 140.000 cho một chậu thôi. Giá em bao rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình. Những cây lan đẹp và khỏe như thế này này cô chú anh chị này. Cái nhìn cái nụ thôi cũng đủ mê cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh ạ. Những cây lan vũ nữ hoàng hậu xanh, những cái chậu rất là khủng cô chú anh chị nhìn cho em. Những cái giả hành to như cái cổ tay luôn nhá. Cần hoa thì vươn dài cả mét và cực kỳ là bền hoa. Khi mà nó nở thì thoải mái cô chú anh chị mình có thể uốn tạo dáng theo sở thích của mình. Và một cái chậu lan như thế này tất cả đều đang nhú nụ cô chú anh chị nhá. Rất nhiều giả hành, chậu bự, rơi ít nhất là 3 giả hành to bự chảng trở lên. Tất cả là đều đang nụ để cô chú anh chị mình về có thể được thưởng thức, ngắm đã mắt cho một mùa hoa vũ nữ hoàng hậu này. Em đang để giá một giò như vậy có 160.000 thôi. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Ngay vừa mới đây thôi ạ, 1-2 ngày hôm trước đây thôi, thì một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh mà một vòi bông người ta bán đến 350.000, hai vòi bông lên đến 400.000 cô chú anh chị ạ, chứ không hề rẻ nhá. Mà những cái chậu lan này cô chú anh chị nhìn cho em xanh mướt và thân cao vút luôn. Mập rất là đẹp và tất cả hàng thì em đang có tất cả là đều đang nụ hoa. Đẹp từ thân lá lá đến nụ cho cô chú anh chị mình. Một chậu chỉ rơi có 160.000 cô chú anh chị ạ. Thực sự là một cái dòng lan rất là đáng để mà thưởng thức, để mà chiêm ngưỡng ạ. Đây, chậu nào chứ chậu nào. Tất cả là đều đang nụ hết cô chú anh chị nhá. Chậu thì rất là to. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây lan hoàng thảo kèn. Những cái chậu lan hoàng thảo kèn thời điểm bây giờ thì đang có những cái giò mà nó đã bắt đầu là nở hoa rồi cô chú anh chị nhá. À, cực kỳ là sai bông luôn. Không biết là trước đây cô chú anh chị mua hàng kèn thuần với em thì về cô chú anh chị bây giờ nó đã hoa nó đã nở như thế nào ạ. Đấy, còn ở đây thì hiện tại em đang có một cái lô kèn thuần về. Đang bắt đầu là lên mầm gốc này và cây đang nở hoa và đang cho nụ nhá. Những cái chậu lan kèn mà đang nở hoa, đang nở hoa, chậu rơi ít nhất là 3 thân nhá cô chú anh chị, rơi ít nhất là 3 thân đang nở hoa và cũng đang lên mầm gốc ạ. Em xin phép bán với giá chỉ có 70.000 cho một giò thôi. Còn những cái giò kèn mà nó đang nụ nhá, rơi từ ít nhất là 3 thân cho đến 4 thân trở lên. Đấy, đang nụ như thế này, xin phép được bán với giá là 90.000. Đấy, thì cô chú anh chị lấy cái hàng hoa hay là hàng nụ thì cứ báo em nhé. Xin nhắc lại là hàng đang nở hoa, chậu rơi từ 3-4 cái thân hoa trở lên như thế này. Xin phép em bán với giá chỉ có 70.000 cho một chậu và hàng đang lên mầm gốc. Nói chung là hàng đã thuần sẵn trong chậu rồi, về cô chú anh chị mình có thể sang chậu để mình có ngay một cái giò kèn thuần. Có thể dễ dàng mà cô chú anh chị có thể trồng thuần được những cây kèn nhất nhé cô chú anh chị nhé. Còn nếu mà cô chú anh chị mà lấy cái hàng đang nụ ấy thì em xin phép được bán chậu ít nhất là từ 3 thân trở lên đang nụ như thế này, em bán là 90.000. Và đặc biệt ạ, hôm nay em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái mặt bông dendro cực kỳ là đẹp, cực kỳ là đẹp, mà giá trên thị trường thì em nghĩ rằng là người ta bán vài trăm nghìn cho một thân. Cái dòng dendro hoa năm cánh trắng nuột nà và cái họng đen mà đặc biệt là rất là thơm cô chú anh chị nhá. Không chỉ đẹp hoa mà nó cực kỳ là thơm. Đó chính là một cái điều rất là tuyệt vời. Một chậu mà có một thân, một chậu một thân. Hiện tại đang nở hoa nhưng riêng cái dòng này
Riêng dòng Dendro này, hoa độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng. Nên là về cô chú anh chị ngắm hoa chán thì thôi cô chú anh chị nhé. Và đang lên mầm gốc rất là đẹp như thế này. Đó, về thưởng thức hoa cũng như là lên mầm gốc rất là tuyệt vời như này. Em đang để giá một chậu với một thân nhá, cao đến cả 80 cm hay là 1 m gì đó, với giá chỉ có 90.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. 90.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Nếu mà cô chú anh chị mà mình mà muốn có một cái giò lan gọi là đẹp đi, cô chú anh chị lấy thưởng thức hoa đẹp nhất đi, cô chú anh chị hãy lấy cho em hai thân thôi cũng đủ mê rồi cô chú anh chị ạ. Đó, rất là cao cô chú anh chị nhá, hoa trắng và cái họng tím rất là đẹp luôn. Dạ, hoa trắng họng tím rất là đẹp và đang lên, đặc biệt là đang lên mầm gốc, về cô chú anh chị thưởng thức hoa cũng như có một cái cây giống rất là tuyệt vời mà hoa đặc biệt là rất là thơm. Còn bên này đây thì em đang có cả những cái chậu mà nó có hai thân nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, hai thân thì hai thân này sẽ thấp hơn nhé cô chú anh chị, hai thân thì nó sẽ thấp hơn, nó dài khoảng tầm 50 cm cho đến 60-70 cm đổ lại thôi. Đó, 50 cm cho đến 70 cm đổ lại chậu một thân, à, chậu hai thân đấy ạ. Thì em xin phép được bán với giá là 120.000 nhá. Em xin nhắc lại, chậu hai thân ạ thì với giá là 120.000. Còn chậu một thân thì dài đến cao đến cả 80 cm 1 m, em bán với giá chỉ có 90.000 cho một chậu một thân thôi. Đó, cực kỳ là VIP. Một bờ cái dòng lan mà không, em thấy là nó không chỉ đẹp hoa đâu mà nó rất là thơm cô chú anh chị nhá. Đảm bảo cô chú anh chị là so với những dòng Dendro khác thì em thấy cái dòng Dendro này nó rất là thơm cô chú anh chị ạ. Đấy, nó không phải là chỉ đẹp mà nó còn rất là thơm nữa. Nên là nó là một trong những cái dòng lan mà đủ những cái tiêu chí để mà sưu tầm cô chú anh chị ạ. Và lên mầm gốc rất là đẹp như thế này rồi nên cô chú anh chị mình yên tâm. Còn bên này đây thì em đang có những cái chậu lan Dendro này. Dendro, hàng đã trồng thuần rồi cô chú anh chị nhé, để sẵn trong chậu như vậy rồi. Đó, sum xuê như thế này. Xin phép em bán với giá chỉ có 150.000 cho một chậu thôi. Đấy, cô chú anh chị muốn lấy hàng đã trồng sẵn trong chậu rất là khủng, chưa hoa như thế này, hay là lấy những chậu hoa rồi, hoa trắng, họng tím rất là đẹp kia thì báo em. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều tím Yên Tử, một trong những dòng lan kiều mà hiện tại thì em cũng không còn nhiều hàng đâu cô chú anh chị nhé. Một cái mặt bông cực kỳ là giá trị và vô cùng là đẹp. Với cái vẻ đẹp, đây là những bông hoa sổ tại vườn, những bông kiều tím Yên Tử mà nhà vườn trồng đã sổ tại vườn đây cô chú anh chị nhé. Mang cái vẻ đẹp trắng, tím, tím trong vắt, vắt một cách thuần khiết tuyệt vời như thế này này. Thì một cái chậu kiều như vậy, tím Yên Tử như vậy, em xin phép được bán với giá là 150.000 cho một giò. Và đặc biệt bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều vuông mỡ gà. Kiều vuông mỡ gà thời điểm bây giờ thì đã có những cây mà đã bắt đầu cho nụ rồi này cô chú anh chị này. Mà đa số thì em chọn cái hàng mà thời điểm bây giờ là đang kiều là đang bắt đầu là đi vào cái mùa nụ nhá. Thân nào thân đấy căng mướt và đang bắt đầu là sưng những mắt nụ rất là lớn luôn. Thân căng mướt cực kỳ là đẹp như thế này. Và cái dòng kiều này thì những cái mặt bông mà đã sổ tại vườn với cái sắc hoa vàng cực kỳ là đậm, vàng mỡ gà cực kỳ là đậm và đẹp luôn. Và hết lô hàng này thì em cũng đang kiếm hàng mới, nhưng mà hiện tại là cái dòng kiều mỡ gà này là hết sạch nhá, nhà vườn hết sạch luôn cô chú anh chị ạ. Mặt bông rất là vàng, rất là đậm luôn cô chú anh chị ạ. Đã sổ tại vườn. Cái mặt bông đã sổ tại vườn vàng rất là đậm, cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái chậu lan này. Đó, hoa đã sổ tại vườn rất là đẹp như vậy. Cái dòng này là dòng gieo hạt từ những cái mặt bông kiều mỡ mà gọi là cái hàng mặt hoa đẹp nhất nhá cô chú anh chị nhá. Nên là đảm bảo cô chú anh chị rằng là cái mặt hoa khi mà sổ nở sẽ rất là đẹp. Những mặt bông chậu kiều vuông mỡ gà này em đang để giá 140.000 cho một chậu thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều. Đây là cái dòng kiều kiều vuông lộc bắc cô chú anh chị nhá. Những cái chậu kiều vuông lộc bắc ạ. Chậu rơi đến cả chục thân cho một giò như thế này. Khi mà nó nở hoa chắc chắn là rất là tuyệt vời. Cái chậu này em đang để giá là 200.000 cho một chậu nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cái cây lan địa lan quân tử cô chú anh chị ạ. Những cây địa lan quân tử phải nói là vô cùng là đẹp, vô cùng đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan quân tử cô chú anh chị nhìn cho em, đếm cho em nó bao nhiêu cặp lá, cây cực kỳ là khủng và đẹp như thế này. Và một cái dòng lan mà không chỉ đẹp hoa, đẹp thân lá đâu ạ, mà khi mà nó nở hoa cũng cực kỳ là tuyệt vời luôn đấy cô chú anh chị. Hoa rất là bền và cũng rất là xinh đẹp. Đó, những cái chậu lan quân tử đấy ạ.
rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Thì một cái chậu địa lan quân tử to, nhiều cặp lá và bản lá tròn, lá nhăn cực kỳ là tuyệt vời như vậy. Em đang để giá có 70.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Mỗi dòng lan không chỉ đẹp hoa, không chỉ đẹp thân lá, mà nó còn mang một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời. Nó mang ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là nó mang một cái tác dụng rất là thực tế, đó là giúp mình loại bỏ được những cái chất khí độc hại và loại bỏ ngay cả những cái tia sóng từ điện thoại hay tivi, tạo ra một cái không gian thực sự rất là trong lành cho những thành viên trong gia đình của mình. Đó là một cái tác dụng cực kỳ là tuyệt vời của cái dòng địa lan quân tử này. Đây là một cái cây lan trồng trong nhà cô chú anh chị nhé. Một cái cây lan trồng trong nhà mà mang rất là nhiều ý nghĩa và mang những tác dụng cực kỳ là tuyệt vời như vậy đấy ạ. Cô chú anh chị có thể để trong phòng khách, bàn làm việc hay là thậm chí trong phòng ngủ đều rất là tuyệt vời, tạo ra một cái không gian xanh rất là tuyệt vời cho gia đình. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu đây là những chậu chuỗi ngọc, hoàng thảo chuỗi ngọc cô chú anh chị ạ. Một cái dòng lan mà không chỉ đẹp thân lá mà đẹp hoa mà còn đẹp ngay cả thân lá, với những thân thắt đốt sáng bóng như những hạt ngọc. Đó, và mầm gốc đang lên chi chít luôn như vậy. Một cái chậu lan như thế này xin phép em được bán với giá là 150.000 cô chú anh chị nhé. Riêng cái dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này cô chú anh chị thấy là cái hàng mà người ta trồng thuần đấy ạ. À, hàng mà bán kg giá không dưới 180 đúng không ạ? Em không hề nói sai luôn. Đó, những cây lan đang nụ đang hoa và mầm gốc đang lên rất là đẹp, giá 150.000 thôi. Hàng cân giá 180 về chưa chắc cô chú anh chị đã có thể trồng thuần nổi một cái chậu chuỗi ngọc này. Bởi vì với cô chú anh chị không biết là như nào, nhưng riêng với bản thân em thì em thấy là dòng chuỗi ngọc là một trong những dòng lan cũng khá là khó thuần đấy ạ. À, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan nhạn 4N nhá cô chú anh chị nhá. Những cây nhạn 4N bản lá rơi phải ít nhất là bé nhất là cũng phải tầm 4 cm cô chú anh chị ạ, và rơi ít nhất là 6 cặp lá trở lên, cực kỳ là đẹp như thế này. Thì một cái chậu nhạn 4N này em xin phép được bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? Giá em đang bán ở đây chỉ có 190.000 thôi cô chú anh chị nhá. Giá em bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình. Dạ, hôm nay em đang hỏi một cái lô nhạn 4N, em nhìn thấy hàng cũng khá là đẹp. Em đang hỏi cái lô nhạn 4N để mà mua về để giao lưu cùng cô chú anh chị. Người ta bán bao nhiêu đây ạ? 260.000 một chậu. Hoàng nhạn 4N lấy cả thùng hay là lấy vài chục chậu đây cô chú anh chị. Chậu cũng rơi vào từ 6 cho đến 8 cặp lá, người ta bán xỉ 260.000 cô chú anh chị nhé. Không hề rẻ một chút xíu nào luôn. Đó. Thì ở đây em đang có em không thể dám mà đặt hàng luôn cô chú anh chị ạ. Đây. Đây em đang có những cái nhạn như thế này để giao lưu cùng cô chú anh chị. Với mỗi một cây là 190.000, đảm bảo giá bao rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị luôn. Với những cái chậu như thế này thì người ta bán lẻ không bao giờ dưới 300.000 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị lấy hẳn cho em cả một cặp đi ngắm thân lá không thôi đúng đủ mê ạ. À, xin nhắc lại giá ở đây đang chỉ có 190.000 cho một cây. Và ngoài ra thì em đang có cả những cái cây nhạn An Ba, cái dòng lan nhạn đột biến hoa vàng lưỡi trắng nhé cô chú anh chị nhé. Mỗi chậu nhạn An Ba như vậy em đang để giá là 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Cây cứng cáp và rất là khỏe luôn. Dạ, cô chú anh chị mình của em ngắm cái mặt bông của cái dòng lan nhạn An Ba và những cái giò lan nhạn An Ba nhà mà người ta ghép này cô chú anh chị. Cái giò nhạn như vậy thì cực kỳ là giá trị luôn nhé. Với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị có thể lấy giúp em cả cặp đôi hay là vài ba cây, giá chỉ có 200-300.000 đúng không ạ? Ra cũng là dòng nhạn 4N thì em đang có những cây nhạn 4N thanh lý để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm cực kỳ là rẻ đây cô chú anh chị. Cái hình này em gọi là cái hình 20 nhé cô chú anh chị nhé. Hình 20 với giá 80.000 luôn cho cây nhạn 4N này. Hình 21 này, cây cũng rất là đẹp luôn, 120.000. Và hình 22 này, cây nhạn 4N này với giá là 110.000. Và hình 23, cây nhạn cũng rất là đẹp, nhiều cặp lá như này, dòng nhạn 4N. Em bán cây này với giá là 140.000. Và hình tiếp theo 23 với giá 80.000. Và 24 với giá là 80.000. Và 25, 90.000. Và 26 là 120.000 nhé. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây lan, những cái chậu lan giả hạc Hawaii. Thân nào thân đấy căng mướt như thế này cô chú anh chị này. Chắc chắn rằng hứa hẹn cho cô chú anh chị sẽ là một cái mùa hoa đẹp mê mẩn ạ. Dạ, hàng hiện tại đang bắt đầu là nhú nụ nhá. Đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Và mầm gốc cũng đang lên rất là đẹp.
Thì một cái chậu giả Kha-oai rơi ít nhất là từ 5 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Rễ nhất là thăm 5 thân trở lên. Mà mầm gốc thì đang bắt đầu là bật nhú mầm gốc mới này cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị có thể thấy là cây đang bắt đầu là nhú mầm gốc mới nên rất là đẹp luôn như vậy nhá. Về cô chú anh chị muốn có thể kích kích mầm thêm để cho nó đẹp hơn ạ. Dạ, đang bắt đầu cây đang bắt đầu là nứt vỏ lụa để nứt mắt nụ này. Một chậu như vậy em đang để giá có 100 nghìn cho một giò thôi, ha oai nhé, chú anh chị nhé, thơm nước mũi ạ. Và sang bên này đây thì em đang có những cái giò lan giả hạc hoa hồng đỏ. Giả hoa hồng đỏ, cô chú anh chị mình sưu tầm. Mặt bông của dòng giả hoa hồng đỏ cực kỳ là xinh đẹp ở đây. Trước đây bán thân theo thân giá cả 100 nghìn một thân. Cây đang nụ, đang hoa. Dạ, đang nụ, đang hoa. Và cũng đang lên mầm gốc như thế này. Em đang để giá một cái chậu giả hoa hồng đỏ như vậy với giá chỉ 80.000 cho một chậu thôi ạ. À, bên này thì là em có những cái chậu lan cái dậu chậu lan cát nhé cô chú anh chị nhá. Dòng lan cát đỏ cẩm tú, cái mặt bông đỏ rực rỡ như thế này. Hoa dòng hoa chùm, cát đỏ hoa chùm cô chú anh chị nhá. Ở đây thì em đang có 3 bụi, 3 chậu cực kỳ là đẹp và hàng tem cô chú anh chị ạ. Thì có 3 chậu nhá, cái chậu giữa nhất là rất là to, xin phép em bán là 120.000 và hai chậu còn lại mỗi chậu là 110.000. Còn sang bên này đây cũng là dòng lan cát này. Dòng lan cát em đang có những cái chậu lan bụi lan cát sổ nhá. Riêng dòng cát thì mặt bông nào cũng cực kỳ là xinh đẹp ạ. Một cái chậu cát sổ như thế này về cô chú anh chị trồng là nó cây nó sẽ cho hoa luôn. Em đang để giá một chậu như vậy với giá có 80.000 thôi. Ở đây em đang có một cái chậu thuần sẵn rồi, đó. Nó là dòng cát mini thôi nhưng cô chú anh chị thấy là nó nở hoa cũng rất là đẹp. À, khi mà cây hoa nó nở tại vườn thì hoa sẽ nở rất là trọn vẹn cô chú anh chị nhé. À, gọi là đẹp một cách trọn vẹn nhất là dòng cát mini. Mà cô chú anh chị thấy là bông hoa nó đã rất là to như thế này rồi. Thì ở cái chậu cát này cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm về để treo và ngắm hoa luôn, em bán với giá 80.000 ạ. Sang bên này đây thì em đang có một cái giò dáng hương tam bảo sắc nhá, hàng đang nụ rồi. Đó, về cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn, treo ở ban công trước sân nhà khi mà nở hoa thì cực kỳ là thơm luôn. Cái giò này em bán là 50.000 cho cái giò tam bảo sắc này thôi ạ. Và bên này là cái giò đen đô xuân này, cũng đang nụ rồi cô chú anh chị ạ. Dạ, đang nụ và đang lên mầm gốc rất là xinh, cái giò đen đô xuân này. À, đen đô xuân này còn lẫn cả cái dòng đen đô đá à cái giò đen à, long tu xuân còn lẫn cả đen long tu đá nữa, bán cái giò này với giá 60.000. Và bên này cũng là một cái giò đen đô xuân ạ, cũng đang nhú nụ cô chú anh chị này, đang bắt đầu là cho nụ nhá. Đây nụ đang bắt đầu là nứt nhú này. Em đang để giá cái chậu giò này với giá là 100.000. Sang bên này đây sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Cáo của vùng Cao Bằng thì hiện tại em thấy là có một số cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi. Đâu nhỉ? Hôm nay em thấy là có cây đã nhú nụ rồi. Đây là cô chú anh chị nhìn này. Đó, và đây là những cây cáo mà tự thuần vườn tại nhà em nhé cô chú anh chị nhé. Nên là chắc chắn rằng là một cái vùng mà nuôi dưỡng những cây cáo, vùng Cao Bằng mà nuôi dưỡng những cái cây cáo này, chắc chắn rằng là khi mà sổ hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Cây không có trồng nhiều, không có bón nhiều cái loại phân thuốc, nên là về cô chú anh chị mình trồng chăm ấy, nó sẽ rất là yên tâm. Sẽ ít bị gọi là bị sốc nhiệt và bị hỏng cây á cô chú anh chị. Em xin phép được giới thiệu đến từng chậu cô chú anh chị mình này. Em xin phép đi ngược một chút nhá. Hình này gọi là hình 17. Giá có 140.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cây đang bắt đầu là nhú nụ thôi. Những cái chậu lan này bắt đầu hiện tượng là đang bắt đầu là ngậm nụ. Cây nào nụ sớm thì bắt đầu nhú nụ nhá. Chậu tiếp theo chậu 16. 220.000 cho chậu này. Cái bản lá dày cục cực kỳ là đẹp. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 15. Chậu số 15 này cô chú anh chị này. Chậu số 15 đây, em thấy là cây này đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Chậu này là 4 cây, 3 cây như này. Chậu này xin phép được bán chậu này với giá 200.000 nhé, chú anh chị. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 14 này, đi ngược một chút ạ. Đó, những cái chậu này thì năm ngoái đã có rất là nhiều cây mà nó cho hoa cực kỳ là đẹp rồi. Chậu này xin phép bán 240.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 13 ạ. Chậu 13 này em bán 230.000 cho giò này nhé. Và chậu số 12 ạ. 220.000 cho giò này. Và chậu 11. 11 em xin phép được bán với giá là 210.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu giò số 10, đây là giò cáo két trụ của vườn nhà em cô chú anh chị nhá. Chậu này giò này 3 cây rất là khỏe như vậy với giá 180.000. Và một cái giò cáo nguyên bản. Em bán giò này với giá là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cây rất là cứng cáp, cả trụ này thì có tất cả là có 5 cây. Sang bên này đây thì em đang có
cây thanh đạm sữa, một cái giò thanh đạm sữa như thế này. Em xin phép bán là 100.000 cho một giò nhé. Này đây thì em đang có những cái giò hoàng thảo xoắn cô chú anh chị ạ. Hoàng thảo xoắn, cái mùa này thì cây đang bắt đầu là chuẩn bị lên nụ này cô chú anh chị. Đang ra nụ nhá. Cái rề xoắn, phần rề số 1 ạ, cái rề xoắn này em bán kèm theo cả cây kèn này thôi. Cây kèn này nó bị gãy thân. Đang rất là nhiều nụ này. Cái thân kèn này em xin phép rề này em xin phép bán với giá là 180.000. Và hình tiếp theo sẽ là một cũng là một cái rề xoắn, cái rề này rất là to và cực kỳ là nhiều thân. Rề này xin phép được bán với giá là 280.000 thôi. Sau bên này thì em có hai cái hình đai châu Thái cô chú ý chị ạ, hai hình đai châu Thái. Cái hình đai châu Thái này em gọi là cái hình số 1 này. Đai châu Thái số 1 đi nhá, có 5 cây. Đai châu Thái số 2 là có 10 cây, đai châu Thái số 2 10 cây 100.000, số 1 5 cây cũng 100.000. Ngoài ra thì bên này thì em đang có rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Cô chú anh chị mình có thể lựa chọn sưu tầm cho sân vườn của nhà mình. Vỏ thông ạ, em có đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn nhá. Đồng giá là 20.000 cho 1 kg ạ. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Dớn vụn 40.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. 1 kg dớn được rất là nhiều luôn. Và dớn bảng này em có loại kích cỡ là 13 13 30 với giá 15.000, kích cỡ là 20 40 à 18 40 chứ. Với giá sẽ là cái bảng này thì ghép rất là vừa luôn là 22.000 cho một bảng. Duy xanh 50.000 cho một ống ạ. Duy xanh sẽ là 50.000 cho một ống này. Đây. Duy xanh 50.000 cho một ống và duy đỏ sẽ là 60.000 cho một ống. Atonic 12.000 cho một gói nhé. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp xúc thai hormone tăng trưởng, 5.000 cho một lọ. B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen là 50.000. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Thuốc đặc trị côn trùng với giá là 80.000 cho một lọ nhé. Kin Kin Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Chichonema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp ạ. Cái hàng này thì đã khẳng định thương hiệu rồi. Em bán một cái túi như vậy với giá sẽ là 35.000 cho 1 kg. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân trâu, đậu tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm với giá 35.000 cho một túi 1 kg. Với sản phẩm thì nó cực kỳ là hoàn hảo luôn. Cô chú anh chị nào đã từng dùng thì biết rồi. Cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu mà hạn chế nấm bệnh tuyệt vời và cực kỳ là lành đối với lại cây cô chú anh chị nhé. Thoải mái bón hay là trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu rễ luôn. Bên này thì em còn có cả giá còn có cả phân dê nữa. Phân dê thì đã qua xử lý rồi, 1 kg được rất là nhiều luôn, đã qua xử lý rất là kỹ. Nên là cô chú anh chị mình yên tâm là khi bón sẽ không có sợ bị ảnh hưởng đến rễ cây, không sợ làm tụt rễ, làm hỏng rễ cô chú anh chị nhé. Đã xử lý rất là kỹ rồi, thoải mái cô chú anh chị bón yên tâm luôn. Cung cấp giá trị dinh dưỡng tuyệt vời với giá chỉ 18.000 1 kg. Bên này thì em đang có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 40.000 nhé. Và cái sản phẩm tinh dầu hồi này thì cô chú anh chị biết rồi. Từ những cánh hoa hồi thì người ta cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ? Từ rất là lâu rồi. Và từ những cánh hoa hồi như vậy thì bên em đã chiết xuất ra những giọt tinh dầu hồi này. Chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị rất là nhiều những công dụng dược liệu tuyệt vời, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí. Đặc biệt là cái mùi hương của nó thì giúp cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn tuyệt vời và giảm đau cực kỳ là hiệu quả luôn cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hiện tại bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip vào đây ạ.